Đức Hồng Y Timothy Dolan hô hào người Công giáo phải chống phá thai mạnh hơn nữa dưới thời Joe Biden. Đức Hồng Y Timothy Dolan của New York đã giải thích lý do tại sao người Công giáo không nên cảm thấy xấu hổ khi bị các phương tiện truyền thông gán cho các tội quá bị ám ảnh về phá thai, đặc biệt là trong bối cảnh chính quyền mới của ông Joe Biden. Đức Hồng Y nói rằng, trong một cuộc trò chuyện với một chính trị gia, người này đã hỏi ngài tại sao người Công giáo các ông lại quá bận tâm về việc phá thai. Đức Tổng giám mục của New York giải thích trong một chuyên mục ngày 13 tháng Giêng trên tờ Catholic New York rằng, thực ra chúng tôi bị ám ảnh bởi phẩm giá của con người và sự thánh thiêng của tất cả cuộc sống con người. Vâng, không chỉ cuộc sống vô tội, bơ vơ của đứa trẻ còn trong bụng mẹ, mà còn là cuộc đời của người tử tù, người nhập cư, người già yếu, người nghèo và bệnh tật. Đức Hồng Y Dolan nói, trên thực tế, đây không phải là một vấn đề Công giáo thôi, mà còn là một trong những quyền con người. Chúng tôi biết rằng phá thai là điều kinh khủng trong các lớp học về tôn giáo, nhưng chúng tôi còn biết điều đó là kinh khủng trong các lớp sinh học và cả trong các khóa học về quyền bất khả xâm phạm trong lịch sử truyền thống của Hoa Kỳ. Làm thế nào chúng ta có thể duy trì một nền văn hóa đang suy thoái trước bạo lực, loại trừ, tự sát, phân biệt chủng tộc, bất công và nhẫn tâm đối với những người cần được giúp đỡ, nếu chúng ta lại đi hoan nghênh, cho phép, trả tiền và thúc đẩy sự giết hại những đứa trẻ bất lực nhất, những thai nhi còn trong bụng mẹ? Đức Hồng Y Dolan cũng viết rằng, những người ủng hộ việc phá thai đã trấn an chúng ta cách đây 48 năm, rằng việc phá thai sẽ được giữ an toàn, hợp pháp và hiếm gặp. Có rất nhiều thứ bảo đảm, nhưng chúng ta gần như chẳng thấy gì cả. Phá thai vẫn là vấn đề nóng nhất trong chính trị của chúng ta, với các cuộc thăm dò cho thấy hầu hết người Mỹ muốn hạn chế phá thai và không muốn tiền đóng thuế của họ phải trả cho phá thai. Gần đây chúng ta thậm chí còn bị ám ảnh hơn nữa khi tổng thống mới của chúng ta là người mà chúng ta cầu chúc cho ông nhiều may mắn, là người đã từng nói với sự nhạy cảm đáng ngưỡng mộ về việc bảo vệ quyền của những người yếu nhất và bị đe dọa nhất, nhưng đã theo đuổi một cương lĩnh ủng hộ nhiệt tình hình phạt tử hình khủng khiếp này dành cho những thai nhi vô tội.